Bắt đầu nhá, đúng không? Số 1. Số 1 này, danh từ của người sao long. Cái này các bạn biết rồi đấy, nghĩa là gì nhỉ? Giống hoặc là như. Nhớ đến trước đó là danh từ nhá, danh từ của người sao long, dịch là giống hoặc như. Nào, ví dụ, thầy Khánh đẹp da như da Hàn Quốc. Thầy Hàn Quốc nào, chứng là gì? Cái... Đây mới là... À, da Hàn Quốc là gì? Hàn Quốc, Hàn Quốc. À, nãy bảo là ca sĩ Hàn Quốc thì nhỉ? Hàn Quốc. Đi. Đúng rồi, Khả Du. Cái bảo? Rồi, sao đó? Thầy xanh nhất rồi ạ. Không, cái từ này lúc mà nói luôn luôn dùng là dạng quá khứ, trái xanh chất tèo. Còn dạng định ngữ thì là trái xanh kim. Ok chưa? Tiếp nhá. Ví dụ tiếp theo, là Thế Thế xinh như Ngọc Trinh. Tất cả mình. Thế Thế. Thế rồi, Thế nhân 2. Thế 2. Xin lỗi rồi, xinh như Ngọc Trinh à? Ngọc Trinh cho đông luôn, không phải xinh. Thảo lắm, rồi, tiếp sinh. Rồi, dễ coi rồi, thế thôi. Tiếp nhá, ví dụ bảo Trang cao như mẹ. Nói nhá. Rồi, Trang chỉ nên như mẹ nào. Rồi, bảo mà sau đó mà cao là gì nhỉ? Khi cao. Úi dồi, lục tà là cao. Cao kiểu cao là lục bật nhá. Cao người là khi ca khư tả chứ luôn là khoi ổ khi ca khoi ổ. Ok chưa, trong từ mới con rùa là gì? Con rùa khó vô kỳ đồ chậm đồ chậm núi đi thả. Ok, nào bây giờ nói chậm như rùa nói như nào? Có bộ kín cho lắm. Ok, nữ đây rồi. Có bộ kín cho lắm. Nữ đây rồi. Cái từ chậm, nữ đi tả này khác gì với cái từ chân chân đi? Chân chân đi là từ từ. Chậm thì từ từ khác nhỉ? Chân chân đi. Đúng rồi. Chân chân đi thì nó là có từ sao? Đúng rồi, chính xác, chân đi làm sao nó phải là một động từ, làm gì một cách từ từ. Còn cái này là tính từ. Ngoài ra tiếng Hàn còn có một từ khác, đó là từ này. Nugutada. Bạn nghe thầy nói cái giọng Nugutada, không phải thong thả. Thong thả thì này là nó kiểu trạng thái đúng đỉnh ấy. Kiểu như kiểu sắp muộn giờ nhưng mà cũng chẳng cần đâu, cứ từ từ. Ví dụ Thảo hát hay như ca sĩ Hàn Quốc. Thảo chỉ nên nào người đây cái như ca sĩ Hàn Quốc đây là gì? Hàn Quốc Hà Su Thảo đó. Nào hát hay là gì? Đồ đây đấy. Trái là gì? Rồi có hai cách nói, một là trái vui lời, hai là trái đều. Nghe Hàn hay nói luôn là chả đều luôn. Nói đây rất chả đều. Hoặc là chả phun lời ổng nhá. Chả phun lời ổng. Rồi ok, đây là dạng danh từ nhá. Ngoài ra cũng có cả dạng động từ này thì, động từ thì mình sẽ biến nó thành danh từ bằng cái thêm bên cọt vào. Sao đâu đó. Cái này mời thầy mở rộng cho anh. Trong sách giáo khoa cũng có lắm. Nào, tiếp ví dụ nhá. Ví dụ bảo Quý uống rượu như uống nước. Thì anh nào? Quý xin nên. Nào như uống nước trước. Không không, như uống nước trước. Mùi rồi. Rồi. Mùi rồi. Mà xì kèm 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 à. Mà xin nên. Rồi, chào lắm. Rồi bây giờ mình uống rượu này. Sure. Mà thôi, vậy thôi. Nào, tiếp. Ví dụ ngày xưa thầy có một người bạn người Hàn ấy. Hai đứa giỏi như nhau. Tức là bạn ấy học tiếng Việt,
và thầy thì học tiếng Hàn, hai đứa lúc nào cũng học với nhau ở quán cà phê. Thì bạn ấy cũng giỏi tiếng Hàn, bạn ấy cũng giỏi tiếng Việt như là thầy giỏi tiếng Hàn ấy. Thì nói như nào? Bạn ấy tên là Yu Chong nhé. Nào, Yu Chong giỏi tiếng Việt như Khánh giỏi tiếng Hàn. Nào, Yu Chong xin nhận nào. Khánh xin nhận này. Khánh rồi, Khánh xin cả rồi. Bây giờ giỏi tiếng Hàn trước. Hàn Quốc rồi. Chà đúng rồi, phải như giỏi tiếng Hàn ghép vào đây. Hàn Quốc rồi. Chà đa dạng ghép vào. Hàn Quốc rồi. Rồi, chà đa nên. Rồi, chào lòng. Rồi, bây giờ mình giỏi tiếng Việt. Đúng rồi, phải thư nàng mò đứa. Chà đây rồi.